Trước đây là chưa có rừng bãi trơn đã nuôi rồi đấy ạ. Chứ còn nuôi ở trong kia là cái môi trường nó kém, với cái thai rốt là con vịt này nó đẻ không tốt. Con vịt này nó lại ưa cái môi trường thả được tự nhiên nên là nó đẻ tốt hơn. Còn vịt rốt thì thường thường như thế là chỉ có những vịt giống siêu của Trung Quốc người ta nuôi sang đấy, cái loại cổ gò đấy thì là rốt nó mới đẻ tốt, chứ còn nếu như vịt này mà rốt như vịt đấy thì đẻ không tốt được như vịt đấy ạ. Vịt này nó ưa cái thời tiết và khí hậu nó được phải là hoang dã, đi lại là nó phải rộng rãi, mò mề nó thoải mái thì là nó đẻ. Chúng tôi giữ được cái vạt rừng này là nói thực nói là đúng người nó có tâm huyết với cái khu rừng này thì mới giữ được. Trong tất cả những cái mô hình chăn nuôi, sau khi chắt lọc thì chúng tôi đã chọn cái mô hình vịt biển sinh sản và vịt biển thương phẩm để làm tiền đề cho sự phát triển của hợp tác xã. Chúng tôi cũng muốn lựa chọn trên những cái sản phẩm mà có cái lợi thế của tỉnh Thái Bình để chúng tôi tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên. Hiện nay, dưới tán rừng không chỉ có nguồn thu từ lâm sản ngoài gỗ, mà còn có các nguồn thu khác như dịch vụ môi trường rừng, bán tín chỉ carbon, du lịch sinh thái và thêm cả sản xuất nông nghiệp. Có đến 5 hộ dân nuôi hàng nghìn con vịt biển dưới tán rừng ngập mặn ở ven biển tại khu vực này của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nuôi ở đây là 3.000, trên 3.000 đấy ạ. Nhưng mà hiệu quả kinh tế cho thấy cái hiệu quả kinh tế trong gia đình mình sinh hoạt với cái mức thu nhập cảm thấy nó cũng ổn ổn và kinh tế cao hơn, bởi vì nó che được ánh nắng. Về mùa hè nó nắng nóng là con vịt nó sẽ vào gốc cây nó nằm mát, có độ mát nên là năng suất, nếu trước ngày chưa có rừng con vịt này nó chỉ đẻ 6-7 tháng, nhưng mà giờ như cái sức rừng nó lên tốt như thế này thì con vịt này nó đẻ tới như thế là nếu mình chăm bẵm tốt đấy là khai thác tới được một năm, trên một năm nó khai thác được cái mức của nó như vậy. Bởi vì là nó cây rừng nó về cái mùa hè nó rất là nóng nảy, nhiệt độ nó cao nên là nó có cái bóng mát của cây nó nằm nó mát. Nuôi vịt ở đây thì chủ yếu là cho ăn bằng thóc thì là cái con trứng nó ngon, cái thứ hai nữa là nó ăn thóc thì nó lại đi nó mò bắt những con hải sản nên nó đẻ tốt hơn. Nó đây ở đây nó có con phù du nhiều như là con hà nó bám vào cái cây rừng ấy nên con hà bám cây rừng, rồi con ốc, rồi là con ngó ở bãi này cái còng, rồi tôm cá, rồi là ốc, rồi là rươi, rồi là dắt ngao hến ở ngoài này nó sẵn, cái con ấy con hà chứ nó sẵn lắm nên là cái con đấy nó sẵn nên là con vịt này nó ăn được con đấy là nó đẻ cũng có tốt hơn. Tại địa phương, các hoạt động khai thác, sản xuất nông nghiệp dưới tán rừng có sự thống nhất, bàn bạc giữa các bên. Từ việc kiểm tra, bảo vệ rừng đến các thời điểm khai thác và các khuyến cáo chung. Có một số những cái hoạt động mà gây ảnh hưởng đến rừng, ví dụ như là nuôi trồng thủy sản xâm lấn, tức là những cái vị trí mà quy hoạch cho bảo vệ phát triển rừng nhưng mà một số hộ dân là cũng tranh thủ và vào thả ngao, thả vạng các thứ rồi thì tức là làm không theo quy hoạch thì những cái đấy thì nó gây ảnh hưởng đến rừng, bởi vì là có những cái khu vực mà quy hoạch cho phát triển nuôi trồng thủy sản thì nó ở phía ngoài một chút nhưng mà phía trong những cái hành lang mà chưa trồng rừng đến thì họ có thể tận dụng thì nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến rừng. Phát triển kinh tế trên rừng trong khuôn khổ quy hoạch, tức là những cái hình thức gây nuôi mà không ảnh hưởng đến rừng, ví dụ như là chăn thả gia cầm như chị xem mà nuôi vịt biển đấy, rồi nuôi ong, rồi thì một số những cái hình thức khác nuôi ở dưới tán rừng thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng. Như còn lại thì những cái hành vi mà nuôi mà ví dụ nuôi ngao thì thường thường thì một số những cái vị trí bãi chiều là nó ngập chiều sâu cho nên là họ phải cải tạo, họ phải bơm cát vào thì cái quá trình bơm hút cát thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây rừng thì cái quy hoạch nuôi ngao chúng tôi để bên ngoài. Các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc của nước ta có tổng diện tích rừng tự nhiên gần 4 triệu hecta,
chiếm hơn 38% tổng diện tích rừng tự nhiên toàn quốc, đa dạng về chủng loài lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là các loài dược liệu dưới tán rừng. Trong khi đó, tổng diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam có khoảng 200.000 hectare. Với diện tích này, Việt Nam đứng top đầu trong các quốc gia có diện tích rừng ngập mặn trên toàn thế giới. Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái quan trọng và có năng suất cao nhất, là nơi nuôi dưỡng, cư ngụ, cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật dưới nước và trên cạn, có giá trị ở vùng ven biển. Rừng ngập mặn giúp ổn định bờ biển, bảo vệ đê điều và là tấm lá chắn chống lại gió bão, cũng như các hiện tượng thiên tai. Như cánh tôi là đây là vịt, bên này là vịt, còn bà con mưu sinh dưới tán rừng, người đánh bắt quái, người bắt ngao, rồng rừng ra phải mưu sinh dưới tán rừng, kiếm được ở tán rừng. Đấy, nên là mới là quan trọng. Chứ còn đấy, như cánh tôi là giờ đây, người ta săn vịt đây, người ta đánh đầu bắt quái kia, người ta bắt ngao con nghiếc, nọ kia là ngày vài ba bốn trăm. Đúng ông bà nông dân mà xã Long này nếu đi bắt ngao, giờ đúng như vậy, mà đi đánh bắt quái nó cũng thế. Nhưng mà riêng đội bảo vệ rừng là chỉ dặn bà con mỗi câu rằng ta là chữ tin, chữ tín, chữ nhín, chữ nhịn, mình dâng một cái vạt rừng này, mưu sinh dưới tán rừng này. Sinh kế dưới tán rừng thì đây là một cái lợi thế rất đặc biệt của tỉnh Thái Bình. Với trên 4.000 hectare rừng thì chúng tôi có cái chủ trương là nuôi thủy cầm dưới tán rừng để tạo ra cái sản phẩm vừa an toàn, vừa bảo vệ được đa dạng sinh học, cũng như là cái tăng cái giá trị cho người chăn nuôi, mà đặc biệt là sử dụng hiệu quả được cái giá trị từ rừng. Ngoài ra thì đối với rừng thì chúng tôi cũng đang định hướng cho người dân là nuôi ong dưới tán rừng. Thì với ong mật thì sẽ là cái sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là nó là cái chỉ thị về môi trường. Khi đã ong mật sống được ở cái điều kiện của tỉnh Thái Bình chúng tôi, đặc biệt trong cái tán rừng thì cái môi trường đã được đảm bảo. Cái hơn nữa là cái nguồn thu từ cái ong mật sẽ là một cái nguồn kinh tế với bà con người dân. Với nông nghiệp thì chúng tôi cũng thấy là ba cái trọng tâm chúng tôi phát triển được với nông nghiệp thuận thiên, nông nghiệp xanh, bền vững, thì chúng tôi thấy là lúa gạo là một cái đối tượng quan trọng thứ nhất, sau đó đến các cái sinh kế dưới tán rừng. Cái thứ ba đó là sử dụng các cái nguồn từ các cái khu vực sản xuất mà được tái tạo các cái sản phẩm từ ngành chăn nuôi. Sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tập thể, các hộ gia đình thực hiện theo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Và khi chất lượng được đảm bảo, đầu ra được bao tiêu, chất lượng ổn định, sản xuất nông nghiệp dưới tán rừng tận dụng được các ưu thế riêng có của địa thế đặc biệt này. Khi các hộ tham gia chăn nuôi mô hình này thì cũng có lợi và phát triển. Đặc biệt hợp tác xã đã quan tâm đến cái quy trình sản xuất và chăn nuôi con vịt biển và được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện cho chúng tôi xây dựng, mở rộng cái thương hiệu, đó là cái chuỗi liên kết của mô hình trứng vịt biển. Và sau đến năm 2020 và 2021 thì hợp tác xã đã xây dựng hai cái mô hình vịt biển nông xuyên thương phẩm và vịt biển nông xuyên sinh sản để làm thương hiệu OCOP. Và đầu năm 2020 thì chúng tôi đã đạt được cái tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Và đến nay thì sản lượng sản phẩm của chúng tôi mỗi một ngày cho ra thị trường từ 6 đến 7.000 quả trứng trên một ngày và trung bình từ 3 đến 500 con vịt biển nông xuyên. Với cái số lượng và chất lượng sản phẩm đã được các khách hàng đánh giá thì đến nay hợp tác xã chúng tôi đã có 44 cửa hàng trên 17 tỉnh thành trong cả nước đã tham gia bán. Và định hướng của 2023 thì chúng tôi tiếp tục mở rộng cái số lượng trứng và vịt biển nông xuyên và các cái cửa hàng mở rộng thêm ra các cái tỉnh phía Nam. Xã Đông Long chúng tôi là có khoảng trên 300 hectare rừng ngập mặn ven biển. Dưới tán rừng thì hàng năm thì chính quyền địa phương cũng có kế hoạch để định hướng hướng dẫn cho nhân dân các cái hộ ven biển tạo của công an Việt Nam, đó là nuôi vịt biển, đó là cái nguồn lợi mà thiên nhiên mang lại cho địa phương. Hàng năm thì cũng đã tổ chức cho nhân dân và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để cho nhân dân tạo cái sinh kế dưới tán rừng, tạo công an việc làm cho những người dân ven biển nói chung của xã. Nếu như trước đây đã có thời điểm nhiều hecta rừng ngập mặn tại địa phương này bị phá để nuôi tôm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập từ nuôi trồng thủy sản và hệ sinh thái rừng, thì ngày nay, từ những cách làm mới, các cánh rừng đã phục hồi và phát triển.
Rừng không chỉ còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài thủy sản, động vật dưới nước và trên cạn, mà còn là nơi giúp phát triển những mô hình nông nghiệp mới, những cách làm mới. Không còn là việc canh tác tự phát, người nông dân đã trở thành một khâu trong chuỗi sản xuất, có sự vào cuộc, hướng dẫn và hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Chúng tôi đang hỗ trợ người nông dân là các cái tem. Đầu tiên là phải nói là hỗ trợ một kỹ thuật cho nuôi để giúp người nông dân là có cái kinh nghiệm nuôi dưới tan rừng, đặc biệt là trong cái điều kiện mà tự nhiên thì phải hỗ trợ nông dân cái kỹ thuật chăn nuôi. Cái thứ hai là chúng tôi hỗ trợ là khi đã có sản phẩm đầu ra thì các cái cơ sở này được chúng tôi hướng dẫn là phải chăn nuôi, nuôi trồng đảm bảo an toàn trên thực phẩm và được cấp các giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cái thứ hai, khi có sản phẩm rồi thì sản phẩm này sẽ được hỗ trợ về các tem nhãn mác và bao bì đóng gói sản phẩm. Và đặc biệt là hướng dẫn người dân là khi thu cái sản phẩm này bán đến tay người tiêu dùng thì cái việc khử trùng các cái vệ sinh đưa ra trước khi đưa ra tiêu thụ là cái hết sức quan trọng. Mở rộng sản xuất, thêm công ăn việc làm để phát triển kinh tế gia đình cho những người nông dân nơi đây. Dưới tán rừng sẽ là cơ hội, là những mô hình nông nghiệp xanh và bền vững.